Lô, xin chào các ông. Lại là tôi đây. Hôm nay thì là một ngày trời rất nồm nhưng mà phải quay video 5 chai nước hoa ở cái phân khúc giá rẻ từ 1 đến 3 củ khoai dành cho các bạn nam. Và đã hứa rất là nhiều rồi nên là phải quay thôi. Và sau đây sẽ là những cái tên mà mình liệt kê ra. Đặc biệt rằng một cái lựa chọn ở phía cuối là một cái lựa chọn cực kỳ là hay ho mà giá rất rẻ, hợp lý cho những ngày siêu siêu nắng nóng. Hãy cùng xem đó là những lựa chọn nào nhá. Ở vị trí đầu tiên thì đó chính là CK Everyone phiên bản EDP. Đây là chai nước hoa mà mình đã có review cách đây khoảng tầm 2 tuần gì đó. Và mình cũng có nói ở trong video đó, đó chính là đây là mùi hương mình sẽ cho vào trong mùa hè năm nay dành cho phân khúc giá rẻ cho nam giới. Tại sao mình lại cho em này vào? Thì các bạn có thể xem lại cái video nó sắp sửa hiện ở đâu đó ở trên đây để xem review chi tiết và cụ thể nhất về mùi hương này. Có hai điều mà mình nói trong cái video này, đó là cái lựa chọn này mình cho vào nhằm cho các bạn học sinh, sinh viên, kể cả các bạn học sinh cấp 3 hoàn toàn có thể lựa chọn mua xịt hàng ngày để đi học được. Và cái thứ hai đó chính là cái mùi hương này sẽ là một cái mùi hương tươi mát dễ chịu, như mình nói ở cái video kia là mùi giống kiểu mấy cái bạn Tây ở nước ngoài đi về du học sinh ấy, kiểu kiểu ngày xưa như thế. Cái thứ ba đó chính là về cái độ lưu hương của em nó, thì các bạn có thể xem chi tiết nhất ở bên kia để có thể lựa chọn được một cái mùi hương mới mẻ hơn thay vì Missoni Way ở năm ngoái rồi. Thì CK Everyone EDP là một trong những mùi mà các bạn hoàn toàn có thể thử trong năm nay. Đặc biệt rằng là em nó có một cái feedback mà mình được một bạn theo dõi mình ở trên Facebook, bạn ấy có gửi cho mình nhá. Mình cũng hay check tin nhắn chờ, nhưng mà thực sự cái tin nhắn nào quan trọng thì mình mới trả lời. Thì bạn ấy có gửi cho mình một cái feedback ở trên nền tảng Shopee. Tất nhiên nó không phải shop blank mà bạn ấy lướt tình cờ để xem được. Thì mình sẽ bảo bạn edit gắn cái bình luận ở phía dưới. Rất là hay, không ngờ rằng kênh của anh Kiên có thể len lỏi đến từng shop ở trên Shopee cơ. Độ phủ cũng khá tốt đấy nhở. Anh em có thể tham khảo thử con này nhá. Ở vị trí số 2 đó là một lựa chọn đến từ một nhà, đó chính là nhà Sopa. Đây, em nó. Và con này nó có tên là Magnolia Ovetiver IT. Mọi người thì thường biết đến cái sản phẩm của nhà Sopa này, đó là một cái thương hiệu làm về trang sức và đồng hồ rất là cao cấp từ Thụy Sĩ. Nhưng mà có một vài điều mà mình muốn chia sẻ với nhà Sopa này. Ngoài cái vấn đề là họ có những sản phẩm rất là cao cấp ra, thì hiện tại họ là đơn vị cung cấp tài trợ cho rất nhiều những cái giải đua xe ở trên thế giới, cũng như liên hoan phim các nét. Và cho đến thời điểm hiện tại thì Sopa là một đơn vị làm thiết kế cái cành cọ vàng cho liên hoan phim các nét. Đây là một cái điều mà mình cũng lăn tăn trong cái việc cho vào một chút về lịch sử của Sopa, nhưng mà mình nghĩ rằng là để cho cái video nó ngắn gọn thôi thì mình sẽ chỉ nói đến đây thôi. Và cái sản phẩm Magnolia này thì trong cái bộ sưu tập kỷ niệm 70 năm liên hoan phim các nét, và thường thì mình đã gửi qua Vetiver Vetiver rồi này, mình gửi qua con Neroli và một vài con nữa trong cái bộ sưu tập này rồi. Thì các bạn có thể ngó qua một chút về thiết kế. Nói thật là luôn, mình nhìn thiết kế ở trên mạng thì nhìn trông có vẻ hơi đều, nhưng mà vào đây thì trông rất là đẹp. Đặc biệt là cái phần nắp này họ làm siêu siêu đỉnh luôn, nặng mà khắc rất là rõ nét, kết hợp cùng với cái chai. Bạn nào mà có xu hướng thích kiểu sưu tầm bầy thì các bạn cũng có thể thử vài con này bày ở trên kệ, mình nghĩ rằng là rất là ok để cho các bạn sưu tầm bày biện. Mùi hương của em nó thì sẽ là một cái mở đầu có cái nét hơi kiểu phấn phấn rất là rõ rệt đến từ violet, nhưng mà cái nét phấn ở đây thì nó làm khá là thanh thoát khi mà nó kết hợp là từ cái nét hơi có phần the the cay cay đến từ tiêu, nhưng mà được xử lý bằng cái cách là cái phấn đến từ violet ấy, thì nó sẽ có cái nét xanh nhiều hơn. Và lúc này ấy, khi mà các bạn đưa cái mùi hương này lên tay để các bạn ngửi ngay khi các bạn vừa mới xịt ra ấy, thì các bạn sẽ có một cái cảm giác một cái mùi thơm kiểu hoa tím, xong rồi một chút hơi tiêu cay giật giật ở khóe mũi. Và cái mùi hương này thì nó sẽ biến chuyển ở trên da, thay đổi sang một cái chiều hướng khá là khác khi mà nó dry down. Lúc dry down ấy thì nó làm cho mình có cái cảm giác mùi hương nó có nghiêng về nam tính nhiều hơn. Tại vì với cái top note của em này thì mình ngửi mình có xu hướng là kiểu thôi xong rồi, lại một cái vai hơi kiểu cổ điển phấn phấn giống Dior Homme 10 hay là mấy con tông mùi hoa tím rồi. Nhưng mà ở đoạn cuối thì
con này lên vetiver cùng với đàn hương, nó tạo nên một cái sự gọi là khỏe khoắn của nam giới, kết hợp cùng với một chút hơi creamy. Và cái mùi hương này thì nó làm mình liên tưởng tới những anh chàng, thứ nhất là rất là gọi là thư sinh này, kiểu nhẹ nhàng và có một cái vai hơi cổ điển một xíu nhá. Tại vì với những cái tông mùi iris mình thấy làm thì nó thường có cái nét hơi cổ điển, vì thế thì mùi hương này nó sẽ phù hợp với những anh chàng làm môi trường văn phòng có xu hướng hơi hướng nội và kiểu đàn ông thế hệ trước một xíu, nó không phải là cái mùi hiện đại lắm đâu. Nên là những bạn nào mà có cái hơi hướng là làm văn phòng lúc nào cũng lịch sự chỉn chu, quần âu áo sơ mi, thì các bạn có thể tham khảo lựa chọn này. Các bạn cũng có thể wear mùi này hàng ngày luôn, kể cả nhiệt độ tầm 40 độ thì nó cũng sẽ không ngốt lắm đâu. Tại vì với cái mùi hương Magnolia Ovetiver này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái độ tỏa của nó khá là hạn chế, khi mà tầm nửa cánh tay thôi, có nghĩa là phải thực sự gần nhau thì mới có thể ngửi được. Và mùi hương này nó lưu ở trên da tầm 6 đến 7 giờ. Có thể đây không phải một lựa chọn tốt, nhưng mà nếu như các bạn ở trong môi trường văn phòng thì đây là một trong những lựa chọn rất 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 ok. Một cái vai rất là cụ thể, cổ điển này, nhẹ nhàng, thanh lịch và có xu hướng hơi hướng nội một tí, hơi kiểu trầm và ít nói, thì đây là một trong những con mà mình thấy rằng các bạn hoàn toàn có thể đổi gió. Và nước hoa có cái vai mùi kiểu Magnolia cùng với Vetiver ở trong cái list lựa chọn mùa hè bao nhiêu năm làm rồi nhưng mà không có con nào gọi là quá nổi bật cả, thì đây là một con các bạn có thể đổi gió được từ mùa hè cho đến office. Thêm một cái điều nữa đó là nếu như bạn nào thích Uncle Noir của Lalique ấy, mà các bạn thấy rằng là mùi đấy nó hơi tối và các bạn cần một cái gì đó để có thể dễ mặc hơn và có xu hướng cổ điển hơn, thì các bạn hoàn toàn có thể thử em này. Một cái bay vetiver có phần gợi nhớ tới Lalique Uncle Noir nhưng mà thêm hoa, thêm phấn một xíu và cái nét kem ngậy. Đó, à, ông nào mà fan của Uncle Noir mà cần một cái mùi tươi sáng hơn, dễ dùng thì em nó Chopa Magnolia Vetiver. Cái tên số 3 mà mình cho vào ở đây đó là một cái vai mùi dành cho những anh em nào có cái xu hướng thích cái con Aftergame Elganso, một cái mùi citrus cùng với gừng bùng nổ. Và cái mùi hương này nó sẽ làm cho bạn kiểu phấn chấn, kiểu khỏe khoắn, kiểu ngửi một phát thôi biết ngay đây là một anh chàng rất là nhiều năng lượng, thích thể thao, thích những thứ mới mẻ và thích một cái gu màu sáng. Đó chính là một sản phẩm đến từ nhà Gofil Bank, đó là Bohemian Lim. Đây, em này, phải nói rằng mình được ngửi em này cách đây khoảng tầm 5 tháng. Và cái thời điểm mà mình ngửi em này ấy, thì mình được ngửi trên da của cô em Phúc. Phúc cũng đã xuất hiện ở trong video về Diptych, cái thương hiệu, cái video đầu tiên trong cái chuyên mục podcast chuyện về hương ấy, các thương hiệu đấy. Thì mình ngửi trên một hôm mà mình qua nhà Phúc chơi và mình ngửi là ui, Phúc ơi Phúc, em xịt cái mùi gì thơm thế. Phúc bảo, anh đoán thử xem. Thế xong rồi bọn mình nói chuyện với nhau và mình bảo là ui, con này chắc chắn là anh phải cho vào cái lít hè thôi. Tại vì với cá nhân anh thì anh ngửi anh thấy rằng là thơm vãi. Thế là nó bảo ừ anh cho vào đi. Nhưng mà con này thì theo như Phúc và trải nghiệm của mình thì có một cái điều mà các bạn cần cân nhắc. Tại vì con này mùi khá là mạnh mẽ và nồng nàn, khỏe khoắn và bùng nổ, nên các bạn mặc cái mùi hương này các bạn sẽ cảm thấy rằng là nó hơi mệt vào những ngày trời quá nắng nóng. Đó, đấy là một cái điều mà các bạn cần cân nhắc ha. Thế thì mùi hương cụ thể của em nói như thế nào? Thì ở đây các bạn sẽ thấy một cái nốt hương cực kỳ đặc biệt, đó là mùi chanh móng tay. Đây là một cái loại chanh cực kỳ đắt và nó có một cái vị hơi đắng và chua gắt khác với những cái loại chanh bình thường. Mình thấy rằng là theo như những người khác so sánh về cái mùi chanh ngón tay này, đây là một cái loại chanh cực kỳ đắt đỏ nhá. Thì cái nét chua của nó thậm chí là còn chua hơn cả cái chanh xanh của mình ấy. Thì cái mùi hương này tất nhiên là khi mà người ta đã xử lý rồi thì nó cũng sẽ giảm cái độ chua xuống, nhưng mà nó sẽ là một cái tông mùi citrus mở đầu và nó mang tới một cái hình thái, thứ nhất là mọng nước, cái thứ hai là cái nét chua nó cực kỳ sắc chứ không phải là gắt nhá, nó sẽ khác nhau. Và cái phần top nốt này ấy, nó làm mình liên tưởng tới một cái cốc trà gừng chanh xả. Không, nó chỉ là gừng chanh xả thôi chứ không phải trà, tại vì mình không thấy trà ở đây, chỉ đơn giản là một cái mùi nước chanh pha với xả và gừng thôi. Và nó thực sự thổi bay cái mũi bạn ngay khi các bạn vừa mới xịt ra thôi. Và đương nhiên là nếu như các bạn chẳng may vừa mới xịt ra mà nó chưa khô, các bạn đưa lên mũi thì nó sẽ ám ở mũi bạn liên tục. Thì mây sẽ là một cái mùi mà dành cho những anh em nào thích cái mùi nó hiện diện và nó bùng nổ một cách kiểu sảng khoái luôn. Đây chắc chắn là một cái mùi như vậy.
Dry down của em nó thì có một cái nốt hương rất là quen thuộc, đó là Ampoulsan. Nó cũng làm mình gợi nhớ tới một chút của con Quid Aventus này, có một chút của Rosa Elysium, hay là của Mancera Cedrat Bois, hay là kể cả Dior Sauvage nhưng là cái phiên bản không có tiêu đó. Thế nên là các bạn sẽ nhận thấy cái vai này nó cực kỳ là nịnh mũi khi mà dry down. Và một cái yếu tố nữa mà mình rất là muốn thông báo với các bạn là độ bám tỏa của nó thì khủng khiếp luôn. Nếu như các bạn có thể xịt mùi này vào những ngày trời mưa mùa hè, hoặc là các bạn mặc trong môi trường văn phòng chỉ khoảng với 2 xịt thôi. Nếu như các bạn muốn xịt 3 xịt thì các bạn có thể xịt lên quần áo từ ngày hôm trước thì các bạn vẫn thấy mùi của nó nồng nàn vào ngày hôm sau. Và nếu như các bạn xịt từ sáng sớm thì để chắc chắn là đến buổi chiều thì các bạn có thể thấy rằng là mùi hương này gần như không suy giảm tí nào, bám tỏa khủng khiếp, tắm xong nhiều khi còn phảng phất nhẹ một chút mùi Ampoulsan xạ xạ sạch sạch. Thì đây là một trong những cái mùi mà dành cho những ông nào thích cái mùi kiểu hiện diện khỏe khoắn, lúc nào cũng kiểu xuất hiện ở đây, cũng không kiểu mờ nhạt kiểu skin sen như là Chopa. Và cái lựa chọn này thì ở hiện tại trên thị trường thì cũng hơi khó kiếm và giá nó cũng suýt soát tầm 3 đồng. Thế nên là các bạn có thể hoàn toàn thử em này, rất là may chỉ gần suýt soát thôi. Còn mình nếu mà trên thì tôi lại phải tìm một cái lựa chọn khác. Và em này ấy, thì chắc chắn một điều rằng nó sẽ phù hợp với những bạn trai, bạn nam có cái khỏe khoắn này, hay mặc những cái chiếc áo nó hơi body một tí, hoặc kể cả các bạn có một cái vai gọi là quần jean kiểu năng động trẻ trung thì các bạn hoàn toàn có thể mặc ở em nó rất là khỏe khoắn. Đó chính là Bohemian Love của nhà Gaufil Bueno. Ngon lắm, bám tỏa khủng, mùi siêu siêu nịnh mũi, cần tôi sẽ đi phỏng vấn như mùa hè năm nay. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến với vị trí số 4. Vị trí số 4 đó là một sản phẩm đến từ nhà Hawat. Đây là sản phẩm đến từ nhà Rasashi, nó tên là Hawat For Him. Nếu như vừa rồi đó là những cái mùi hương mà các bạn có thể dễ dàng có được một cái phong cách cụ thể, thì nếu như mà chúng ta một ngày chán không biết dùng gì, chúng ta cần một cái mùi đơn giản là nịnh mũi, unisex, dễ chịu, trái cây, thì đây là lựa chọn đấy các bạn. Chất nước hoa này thì được đánh giá ở trên thế giới khá là cao. Rất là nhiều YouTuber ở nước ngoài đã review về em nó rồi. Và mình cũng đã lên một cái video ở bên nền tảng TikTok về em này rồi. Và các bạn có thể xem bình luận ở phía dưới về cái Hawat For Him của Rasashi. Nhà nước hoa này thì mặc dù đến cũng từ mấy anh Trung Đông, Ả Rập, nhưng mà mùi hương của nó thì lại có phần khá là khác bọt. Mới mùi hương này chạm ra nhá, thì các bạn nhận thấy một cái tông mùi fruity trái cây. Nó đến từ những cái quả trái cây như kiểu quả mận này, hay là những cái quả kiểu cái màu tím tím kiểu đo đỏ đấy. Và cái mùi trái cây đấy nó rất là căng mọng, nó như kiểu là nó được bịt ở trong một quả bóng và người ta dồn hết sức lực vào để người ta có thể làm căng cái quả bóng lên, và nó chỉ chờ một cái cảm giác là nó bùng ra thôi. Và ở đây thì sau khoảng tầm 15 phút khi các bạn mặc cái mùi hương Hawat For Him này trên da thì các bạn nhận thấy một cái nét tiêu cực kỳ là rõ rệt. Nét tiêu này nó sẽ làm mình gợi nhớ tới kẹo cao su quế Trident ở trong Circle K đó. Và khi mà cái nét tiêu này nó đến thì nó đến một cách rất là nhanh chóng và nó cũng sẽ đi luôn. Nhưng mà cái để lại ở cho cái mùi hương này nó là không có sự nhàm chán, không có cái xu hướng kiểu quá là nghiêng nữ. Vì cá nhân mình đánh giá thì Hawat là một trong những lựa chọn có phần unisex mà cả nam lẫn nữ đều có thể mặc được. Ở đoạn cuối thì sẽ là những cái bay mùi gỗ ấm xong rồi amber, nó tạo nên một cái vị ngọt để có thể kéo dài được cái mùi hương hơn. Và càng về sau thì mình thấy mùi hương nó có xu hướng kiểu ấm và tối dần mà nó cũng sẽ nam tính hơn một xíu. Nhưng mà để đánh giá về giới tính con này thì chắc là còn tầm 60-65% là nam, còn ở phần còn lại thì nó nghiêng nữ đó. Nên là với mình thì đây sẽ là một cái mùi mà các bạn có thể mặc đi chơi buổi tối, hay là kể cả các bạn mặc vào những ngày rất là bình thường, các bạn không biết mặc gì, nhiều lựa chọn quá, thì các bạn hoàn toàn có thể mặc được mùi hương này. Đây cũng là một cái mùi hương mà mình xịt và mình được gọi là khen khá nhiều. Khen ở đây không phải là một cái mùi nam tính, một cái mùi đặc biệt, mà chỉ đơn giản là mùi nó sẽ dễ chịu và dễ kiểu gây thiện cảm với những người xung quanh. Nó sẽ cũng sẽ có cái cảm giác giống với con Bottega Neroli, nên là mùi hương nó rất là dễ chịu, nó không cho chúng ta một cái hình ảnh cụ thể nào cả, mà chỉ đơn giản là nhận được lời khen là thơm thế thôi. Đấy, thì con này là một trong những cái lựa chọn như vậy. Và con này thì các bạn có thể mặc để đi picnic vào cuối tuần này, đi cắm trại này, hay là các bạn đi chơi ra biển thì hoàn toàn đây là một cái mùi hương mặc được.
cái độ lưu hương của em nó ở trên da mình thì khoảng tầm 6 đến 7 tiếng, có thể nói là khá ổn. Và cái độ tỏa hương thì nó có xu hướng kiểu nửa cánh tay và nó sẽ giảm dần theo thời gian. Và đây là một cái mùi mà các bạn có thể mua để mặc cùng với người yêu luôn, kiểu mùi signature của một cặp đôi, thì Howard for him Rasasi hoàn toàn có thể đáp ứng được đó. Em này thì tôi đọc mấy cái feedback của nhiều ông ở trên nền tảng TikTok bảo là ui em thấy mùi này về người yêu em khen vãi. Đây cũng là một mùi mà anh đánh giá là dễ xài, hay là làm một cái kèo đi phỏng vấn hai con này nhỉ, biết đâu chúng ta lại có một cái kèo cân thì làm sao, mặc dù hơi chênh nhau về giá một tí đó. Mùi này học sinh sinh viên cũng có thể hoàn toàn xài được rồi. Và bây giờ đến một cái tên cuối cùng, một cái tên cực kỳ là bất ngờ mà giá lại còn kiểu ngã sấp mặt ngã cây luôn, đó chính là một sản phẩm lăn khử mùi của nhà Amat, đó là Club de Nuit. Và phiên bản này là Intense Men, nó không phải là Intense Limited như là nước hoa. Tôi cũng đã có chai Limited mới rồi, nhưng mà nhiều ông hỏi tôi đã làm video bên kia, tôi nghĩ rằng tôi không muốn làm cái video về con Club Limited nào nữa. Nếu chỉ thay đổi mỗi phần vỏ hộp cũng như là thêm cái khăn lau kính như thế này rồi, thế thì em này nó có gì đặc biệt? Tóm lại là vào những cái mùa hè mà tầm 40 độ ấy, nó thật là bảo xịt nước hoa nó còn lười, chứ đừng nói đến cái việc là lựa chọn mùi nào. Tôi nói thật là như vậy, tôi cũng là một người vô vàn lựa chọn, nhưng mà với những ngày hè quá nắng nóng, ngoài Le Labo Bergamot 22 thì chắc là tôi xịt thêm cùng lắm là Neroli của Bottega, hoặc là một vài mùi gọi là siêu siêu nhẹ nhàng và nó có độ lưu gọi là hạn chế, để đỡ cái cảm giác khó chịu vì mùa hè nó đã nóng, xong rồi Hà Nội còn hầm hập nhớp nháp kể cả buổi tối. Thì cái lựa chọn về cái sản phẩm lăn khử mùi của Amat rất tốt. Từ hôm tôi cầm nó đến bây giờ, ngày nào tôi cũng dùng, và tôi đã cho cái sản phẩm lăn khử mùi Old Spice của tôi ra rìa đường rồi. Đó, hôm trước thì mấy ông hỏi là anh ơi có thừa không bán cho em. Thế mà tôi sẽ lên, tại vì tôi chả nhớ là mấy ông kia tôi vứt đang vứt ở đâu. Thì em này nói thật là nó có một cái mùi khá là giống Club de Nuit phiên bản cũ, nhưng có một cái điều mà các bạn cần hiểu, đó là cái chất nền, cái dung môi để các bạn sử dụng mùi hương ở trong nước hoa và trong những cái sản phẩm này, hay là kể cả trong những cái sản phẩm liên quan tới chất tẩy rửa, rồi đến những cái gọi là dầu xả sủng các thứ, hay là kể cả trong những cái sản phẩm làm sạch quần áo, thì nó cũng khác nhau. Và thường ở trong những cái sản phẩm lăn khử mùi ấy, thì người ta cũng sẽ cho một cái liều lượng mùi hương nó rất là ít. Vì thế em này nó lại mang tới một cái mùi rất dễ chịu. Cái thứ nhất ở con này đó là cái việc ngăn mùi hôi ở trên cơ thể, ngăn cái độ mồ hôi ra. Thì con này mình có nói rằng cái này của nó này, cái phần lăn của nó là cái dạng lăn tròn, chứ không phải là cái dạng lăn như những cái sản phẩm của Old Spice, nó là cái dạng lăn ngang và nó rất là to, tiết diện to. Thế nên là nhiều lúc mình bị lăn hơi quá, nhưng với cái phần phần lăn tròn thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng cho nó ăn hết vào cái phần lõm của cái phần nách này. Và một cái nữa đó là cái sản phẩm này thì nó có xu hướng khô hơn so với những cái sản phẩm mà mình đã từng sử dụng qua, kể cả Old Spice, tại vì nó bị lăn nhiều và nó ra kiểu nó không khô ngay, nên là khi mà chúng ta mặc những cái tông màu áo trắng sáng màu thì chúng ta dễ dàng bị gọi là dính lên, trông nó rất là vô duyên. Và một cái thứ ba đó là về phần mùi hương của em này, mặc dù là những cái sản phẩm Amat rồi và mình nói là tinh dầu nó sẽ ít hơn, nhưng độ lưu và độ tỏa của nó rất rất tốt. Công lên trên TikTok xem ngay cái video tôi review này, gần như là ai cũng feedback là con này mùi dễ chịu. Mà với một sản phẩm như thế này nhá, trung bình là khoảng tầm 3 tháng cho một sản phẩm này, nhưng mà nhiều ông bảo em lăn đến tháng thứ 3 rồi vẫn chưa thấy nó hết. Đấy, tôi thì hiện tại mới được khoảng tầm có 2 đến 3 tuần, khi mà lên video này chắc là được khoảng tầm 1 tháng, nhưng mà tôi thấy rằng là gần như là nó chả hề suy chuyển một chút nào, chưa có kiểu cạn đi một tí nào. Nên là với cái loại lăn khử mùi này ấy, hôm mà tôi đi thể thao về nó cũng không bị kiểu ra quá nhiều mồ hôi, mà gần như là nó sẽ bịt kít cái lỗ chân lông lại. Thì đây cũng là một cái yếu tố, tại vì mình không có quá nhiều kiến thức về những cái khăn lăn khử mùi. Nên là nếu như những bạn nào mà ngại cái vấn đề nó gọi là bí tắc cái lỗ chân lông ấy, thì các bạn cũng cân nhắc về sản phẩm này, vì sản phẩm này nó sẽ hơi khô, nhưng mà mình thích những cái sản phẩm khô để nó ngăn được cái mồ hôi. Và một cái nữa đó là hôm đấy mình có đi đá bóng về và mình có đón người yêu, thì người yêu bảo là ui đi đá bóng còn xịt nước hoa, bảo không,
có gì nước hoa đâu, dùng lăn khử mùi mà. Bảo ngửi mùi rõ vãi. Thì các bạn biết là mùi hương này nó lưu ở trên áo nhá, hay là kể cả ở trên cái phần mà các bạn lăn ấy, kể cả các bạn có sờ tay vào thì nó vẫn sẽ dây ra tay của các bạn, và cái mùi nó rất là dễ chịu và nó lưu ở trên da áo chắc là khoảng tầm loanh quanh phải gần một ngày. Khá là bất ngờ hôm mà tôi lăn ở trên áo đây, tôi cũng vừa lăn xong thì sờ ở đây hoàn toàn có thể ngửi thấy mà không thấy mùi mồ hôi quá nhiều. Thì đây là một trong những lựa chọn siêu rẻ mà lại còn thơm dành cho các anh em nhá. Phân tích rất rõ là về cái chất này, rồi về cái vấn đề là có giảm mồ hôi không, rồi cái vấn đề mùi hương như thế nào, thì các bạn hoàn toàn có thể thử những cái lăn khử mùi như thế này. Những ông nào mà đã dùng những cái lăn khử mùi khác của Hugo Boss hay là của Dior Sauvage hay là của nhiều thương hiệu nổi tiếng hơn thì các ông có thể bình luận phía dưới, biết đâu năm sau tôi lại làm hoặc là làm thêm những cái video về những cái loại lăn khử mùi này. Tại vì về cơ bản những cái sản phẩm này nó rất là rẻ, hoặc là nó có thể bán đi kèm những cái set luôn, nên là các bạn cũng có thể tham khảo nhá. Với mùa hè ấy, thì tôi nghĩ rằng là quá nắng nóng chúng ta cứ lăn khử mùi thôi, có mùi nước hoa là quá ok rồi, không cần phải dùng quá nhiều. Tại vì tôi biết rằng là nhiều ông ở ngoài kia thì cứ đến mùa hè là không dùng, chỉ dùng nước hoa mùa đông, mùa thu và mùa xuân thôi. Đó, tôi cũng là một trong những người như vậy. Và vừa rồi đó là 5 lựa chọn mùa hè của mình năm 2023. Tất nhiên là trong thời gian tới có con nào ngon thì mình cũng sẽ làm thêm với các bạn, nhưng mà sẽ làm một cái video riêng để có thể kể những cái câu chuyện, những cái nguồn cảm hứng sau. Và nếu như các bạn thấy video này hay, đừng ngại cái việc ấn like, chia sẻ cảm nhận của các bạn về những cái mùi hương này bên dưới. Và nhớ một điều rằng chia sẻ nhé. Và bây giờ thì xin phép xin chào, hẹn lại. Bye.